Hey, hôm nay thật là yên bình quá đi. Xung quanh đây thật là yên bình quá đi mấy bạn ơi. Ngồi ở trong công viên mà mình ngắm cảnh, cảm giác thật là thoải mái bạn ạ. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy gọi là làm theo những gì mình nói đây nha. Đó chính là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nữa nè. Đó, để giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó, anh em đừng quên là hãy đăng ký hộ cho mình nha anh em nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi. Hôm nay các bạn thấy là mình đang ngồi ở ngoài công viên nè. Mở con giờ trời, trời, gì vậy? Ai cái con nó kêu dần hay quá, hát nữa đi về chơi, hát đi. Ba con thằng làng con đùa nhau căng nhau đứt đùi. Ba dừng lại stop, dừng lại dừng. Trời, hai người làm gì mà ồn ào sầm quá vậy? Tôi có tin là tôi gọi công an phường xuống đây hốt hai người lên trên phường luôn không? Ủa tự nhiên hôm nay sao anh ăn mặc gì lạ vậy, gì đâu mà anh không có mặc quần áo vậy? Đi mặc đồ nhìn chân trụi, nhìn beo nheo vậy? Mang hết đồ đi đổi lấy mì gói ăn tạm sống qua ngày rồi. Hả gì? Dịch bán hết đồ á, cái gì kỳ vậy? Ủa mà sao tự nhiên lại phải bán đồ? Chứ ở nhà làm gì có gì làm đâu mà kiếm tiền. Trời, các bạn có xem video YouTube, các bạn chỉ coi video rồi có ấn vào quảng cáo dùng đâu mà làm gì có tiền sống qua ngày đổi quần áo lấy mì gói rồi. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà thê thảm vậy anh? Trời ơi, bán hết đồ luôn rồi. Trời nhìn cái đít bự đó không? Dịch đúng là chàng trai có cái đít bự như hành tinh. Nè nè, vậy không có micro rồi, cầm tạm cờ lê hát tạm nữa. Hà ơi mấy bạn ơi, mình hiểu rồi. Trời từ nãy giờ mình cứ thấy ồn ào gì, hóa ra là do là anh Dịch đang đi hát dạo bạn ơi. Ủa mà sao mà khổ vậy Dịch? Cái gì đâu mà khổ nội, mà nghèo khổ nữa mà phải đi ra ngoài đây hát dạo để xin kim cương luôn vậy? Gì ghê vậy? Thì hết kim cương trong nhà sao hết tiền thì đổi quần áo lấy mì gói sống qua ngày, ăn hết mì gói thì lấy gì đổi nữa, ra ngoài hát kiếm sống làm sao mà hát từ sáng rồi. Nó mắt tao hát mấy chục bài đâu cho tao nhìn nào đâu. Thôi nha, nãy tao mới bỏ con viên kim cương vô rồi nha, quan vàng quá nha, hát tiếp bỏ có một chiếc mà mày bắt tao hát tận mấy chục bài mày sống là mày cũng là hay dữ ha. Thôi được rồi. Thôi được rồi, trời đừng cãi nhau nữa. Trời ơi, hay cái vấn đề ở đây là Dịch không có tiền chứ gì. Trời yên tâm đi, có em ở đây em sẽ giúp cho anh. Hay mình cảm thấy tội Dịch các bạn ơi, Dịch không có tiền ăn, Dịch phải ra ngoài đây đứng hát dạo để kiếm tiền luôn, tội nghiệp ảnh ghê luôn á trời. Thôi được không sao, bây giờ mình sẽ có một cái ý kiến thế này để mình hỏi Dịch mới được. Này Dịch ơi em nói anh nghe nè. Trời anh yên tâm đi, cái gì chứ gọi là chuyện tiền bạc hả? Anh yên tâm, có Phong Cận đại gia ở đây mà anh lo gì? Bây giờ anh muốn có kim cương đúng không? Anh chỉ cần đi theo em thôi, em dẫn anh ra ngoài đây đào kim cương thoải mái luôn. Ôi đi đào kim cương luôn, anh đi cùng em luôn nè. Ok đi. Kim mi có cho được chút nào không? Hả gì? Bà có kim cương rồi, bà còn đòi đi làm gì nữa? Kè có kim cương mà. Trời ơi, thôi cũng được, đi luôn. Trời mấy bạn ơi, riết rồi cái bộ ba bá đạo nghèo hết luôn các bạn ơi. Là trời ơi, chỉ có một mình là giàu thôi. Dịch với Timmy nghèo hết trơn rồi. Thôi không sao, giờ mình sẽ dẫn Dịch với Timmy cùng đi đào kim cương cùng với mình nha anh em. Ok, let's go đi luôn nào. 1 hour later. Ok bạn ơi, thì mình đã dẫn anh Dịch với lại Timmy đi đến được cái thế giới kim cương mà mình hay đi đào kim cương nè anh em ơi. Đó, thấy đẹp chưa? Mấy bạn nhìn nè, xung quanh đây nè, toàn là kim cương luôn anh em ơi. Trời ơi là trời quá trời luôn. Dịch ơi, anh có thấy cái thế giới nào nhiều kim cương như thế giới này không anh? Thế giới này là một cái thế giới mà toàn kim cương. Mua vàng kim cương ở everywhere everything ở đảo. Đúng rồi. Về thôi, mình bán kênh YouTube mình khỏi làm channel luôn, về video cuối cùng. Đúng rồi, em nói thiệt anh nha, bây giờ anh ở đây anh đào kim cương, anh ăn kim cương, ăn đến khi nào mà anh gọi sao ta? Anh già, anh chết đi luôn cũng không hết kim cương nổi luôn á, em nói thiệt, kim cương đây nhiều lắm coi nè. Ôi nè, lụm viên cho anh coi nè. Đó, quá trời luôn. Trời ơi, cục kim cương to đùng luôn mày ơi. Ôi, mà khoan nha, em nói anh nghe nè, cái kim cương này á, chúng ta đào ha, không những mà chúng ta có thể đem đi bán được mà ở đây nè, anh nhìn nè. Đây, em có chuẩn bị sẵn ở đây một cái bàn chế tạo. Rồi cái bàn chế tạo để làm gì anh biết không? Chúng ta bấm vào cái gì ta? Cái bàn chế tạo chúng ta có thể chế tạo được thêm nhiều thứ nữa. Và em sẽ chế thử cho anh thêm cái bàn chế tạo nè. Đó. Ghê không? Đó, anh có thể chế được gỗ nè, chế được dụng cụ, chế được thức ăn, và anh có thể xây nhà anh sống ở đây luôn mà không lo bệnh dịch nữa. Ghê không? Không lo corona luôn, ghê không? Ghê. Hay nha.
Trời ơi, Phong Cận mà, Phong Cận TV là người gọi là giỏi ơi là giỏi luôn mà, cho nên là mọi người cứ yên tâm. À khoan mọi người ơi, em nói mọi người nghe nè, hay là bây giờ chúng ta đào cái mớ kim cương này xong chúng ta mua gỗ, chúng ta xây nhà ở đây luôn đi. Hợp lý không? Đúng rồi, em tính xây một cái tòa lâu đài bằng kim cương mà, Dịch thấy sao? Vái cà chuối. Ghê không, ghê không? Vậy vậy nhớ làm cho tôi cái giường thiệt là đẹp nha, xong tôi sẽ làm công chúa ngủ trong rừng. Yên tâm, tôi yên tâm, tôi sẽ làm cho bà một cái chuồng heo để bà ngủ. Rồi, chuồng heo kim cương. Đúng rồi, chuồng heo bằng kim cương luôn. Trời ơi, xịn dữ. Ok, để em xem coi. Trong đây là mình có thể gọi là đổi ra được gọi là gỗ nè. Đó, quá trời gỗ luôn. Ok, đem đổi gỗ nè, khoan. Để coi coi mình còn đổi được gì nữa không. Ui, không những đổi được gỗ mà mình còn có thể đổi được tên lửa nè. Đổi được đại bác nè. Trời ơi, xịn phải. Ok, đổi. Mình đổi thử nha. Đổi nè. Xong bây giờ chúng ta đã có được một cái đại bác nè. Rồi, để mình dùng thử nha anh em. Ôi, bùm. Trời ơi, chết queo hết luôn mày ơi. Phải nồi. Trời ơi, trời, cái đại bác này mạnh dữ. Có gì đâu vậy, quá có đá nè. Ừ, bên dưới này cũng có đá nè, nhưng mà thôi, cái đá này đào làm gì anh, mình có kim cương rồi, mình đào đá làm gì nữa. Đồ tôi đâu hết rồi, tôi lụm hết rồi. Ok rồi, để mình chế coi, mình sẽ chế tạo thêm gọi là gỗ để mình xây lâu đài anh em, chế tạo thêm nè. Ủa anh ơi, anh qua anh coi nè. Okay. Anh coi Timmy nè, Timmy kỳ này nó qua bên đây nó tha hồ nó mua đồ ăn luôn nè anh. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn, tha hồ ăn. Ăn nè, nó đang ăn quá trời luôn, là ngon ơi là ngon luôn mà Phong. Trời ơi, thấy không? Em nghi cái kỳ này Timmy nó biến thành con heo thiệt luôn anh. Rồi, cái bây giờ nè, mọi người phải phụ em nha. Bây giờ mọi người đào giúp em hết cái kim cương ở xung quanh đây ra đi. Xong rồi lắp phụ em một cái sàn, gọi là một cái sàn bằng gỗ nè, để chúng ta xây một cái tà lâu đài kim cương ở phía trên nha. Đó. Bây giờ mình sẽ phải vào để mình chế cho mình một cái cây, ta cái cây này là gọi gì? Cái máy cưa, đúng rồi, chế cho mình cái máy cưa nè. Để chúng ta có máy cưa chúng ta xài, đó. Rồi, bây giờ kim cương này hả? Không muốn dùng, vứt được luôn các bạn ơi, dục thoải mái luôn, ở đây nhiều kim cương quá mà. Lắp vô nè. Rồi, bây giờ em sẽ xây cái gì ta? Em sẽ xây tòa lâu đài bằng kim cương nha. Rồi, để xem coi, bây giờ mình sẽ xây cho mình 4 cái cột mới đúng chứ. Mình sẽ xây cho mình 4 cái cột bằng kim cương nha. Xây ra thế này. Ok, ở đây nè. Rồi sau đó xây bên đây nữa. Ủa em xây gì vậy? Em đang xây mấy cái cột bằng kim cương để xây tòa lâu đài bằng kim cương. Ok, bây giờ mình sẽ xây cao lên. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, xây cao cao lên bạn ơi. Xây cao cao lên để chúng ta gọi là tránh trường hợp những con zombie, những con quái xuất hiện trong đây nha. Ôi dịch, không biết rằng là trong thế giới này nó có zombie hay quái vật không anh ha? Thôi, không có nhu cầu gặp quái vật ở trong này đâu. Quái vật đồ trong này bằng kim cương mà bây giờ gặp con quái vật kim cương rồi đấm què tay sao rồi chết. Ừ rồi. Ha, biết đâu trong thế giới này có con trứng nổ bằng kim cương, có con zombie bằng kim cương luôn sao ta. Wow, nghe hấp dẫn mấy bạn ơi. Ok, để mình kiếm coi có gì để mình ăn, mình hồi máu không ta. Trong đây chúng ta sẽ có thể chế tạo được thêm cả bánh mì nữa nha. Đây, mình sẽ chế cho mình một nồi bánh mì luôn. Trời, ăn không hết luôn bạn ơi. Kim cương không dùng thì vứt đó. Kim cương không dùng thì vứt, cần gì đúng không? Trời ơi, có cái bức tường á ở đằng trước này dành cho Dịch xây mà từ nãy giờ Dịch chưa xây xong nữa bạn ơi, bạn thấy không? Mấy bức tường sau lưng này nè, một mình xây xong rồi có mình Dịch nãy giờ Dịch chưa xây xong cái bức tường đằng trước này nữa. Trời ơi, Dịch này lười quá bạn ơi. Kỳ này là phải trừ lương Dịch mới được, không cho Dịch lãnh lương luôn. Ok, qua đây nè. Anh làm gì Dịch? Mày nói gì mày nói lại coi. Anh cầm cây đại bác, anh nhìn em làm gì Dịch? Em đâu có làm gì đâu, mày nói gì coi, nãy mày chê ai là Dịch phù hồ cho mày nói gì mà Dịch lời trừ lương gì, mày trừ lại coi, em có nói gì đâu, em nói mày đâu. Xem demo không nè, cho xem demo nè, đó demo đó. Ôi ôi, anh bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi, thế giới này bằng kim cương mà. Là nó gọi mình vào, nó kêu là anh Dịch ơi, anh đi với em về một nơi sung sướng đi, em sẽ chỉ anh sẽ phải việc đào kim cương thôi. Giờ nó bắt mình đi xây thành nó đi xây nhà nó, thằng hai chủ đang cấp đồ thành. Ủa thì em dẫn anh đến đây, giờ anh phải phụ em xây nhà chứ, chẳng lẽ giờ anh vô đây anh chỉ biết ở không, em là người dẫn anh đến đây mà anh phải nghe theo lời em chứ, coi như em bây giờ em phải nghe lời Phong phải không? Đúng rồi. Phong liền. Tào lao. Bây giờ là dịch với Timmy là phải nghe lời em, không thôi là em sẽ khóa phòng này lại. Ê, sao thấy cái tà thành này giống cái tà thành ở trong vùng đất chết vậy? Hả? Ừ, nó đó. Ờ, thì cái này nhìn là tàu lâu đài bằng kim cương trong vùng đất chết luôn mà. Ồ, vậy thì trong video này sẽ đặt đây là vùng đất kim cương. Vùng đất kim cương, đúng rồi, hợp lý á. Ok rồi, mình sẽ xây cho xong cái tà lâu đài luôn nha anh em nha. Đó, phía trên là mình cần phải lắp thêm hàng rào nè, để mình lên mình lấy thêm gì ta. Mình lại đây mình chế cho mình thêm hàng rào mới được. Ok, kiến trúc nè, để mình chế thêm hàng rào nha.
2000 years later. Ai, xong rồi, cuối cùng thì tòa lâu đài cũng đã xây xong rồi các bạn ơi. Đây các bạn xem nè, đó. Bên trong tòa lâu đài có đầy đủ mọi thứ luôn nha, sách vở đồ các kiểu, giường ngủ rồi có bếp nè, có bàn ngồi các kiểu. Ở trên lầu còn có cả một cái bàn ăn nữa nè anh em ơi. Ở bàn ăn chúng ta có thể ngồi ở đây, chúng ta ngắm cảnh. Ờ mà xung quanh đây có gì đâu ngắm trời, xung quanh đây toàn là kim cương không. Ê, giờ ngắm sao? Gì? Ê đó nghe nè, sao nhà mình không có cửa vậy, rồi rồi tối zombie nó vô nó hốt hai mình đi sao vậy? Không sao, không sao. Ở đây không có quái vật đâu, tôi nói thật. Cái đây là một cái thế giới rất là hạnh phúc luôn. Đây là kim cương không, làm gì có quái vật ở đây mà lo. Ờ, tôi xem coi. À, bây giờ bà sợ quái vật đúng không? Yên tâm, tôi có cái này để tôi đuổi quái vật cho bà nè. Từ từ để tôi xem coi. Ở đây tôi thấy nó có cái chế cái này để mình đuổi quái vật nè. Từ để tôi chế nha. À, chế cái này để đuổi quái vật nha. Đây, trời ơi, Timmy, vào đây. Giờ đây tôi chỉ cho nè. Bà sợ quái vật đúng không? Yên tâm đi, nếu bà sợ quái vật thì tôi có cái này nè. Đó. Mình để cái này vào trong nhà hiểu không? Là quái vật bọn nó thấy mấy cái quả bom thì bọn nó sẽ sợ, bọn nó không dám lại gần đâu. Yên tâm. Tôi thông minh lắm thấy không? Nè, để xung quanh đây nè. Đó. Hợp lý không? Giật đây, anh thấy hợp lý không? À Timmy ơi, tôi chỉ cho bà nè. Bây giờ tôi sẽ để thêm ở chỗ này một cái cần gạt. Đây, để cái cần gạt ở đây. Đó. Bà biết lý do sao tôi lại để cần gạt ở đây không? Sao để đây để tôi gạt đúng không? Không, tào lao. Cái cần gạt tôi để đây nè, là có nghĩa là mai này nếu lỡ có ăn trộm vào trong nhà của chúng ta thì chúng ta muốn gọi là thủ tiêu hàng trộm đúng không? Chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt này cái, hiểu không? À, cái gì để tôi gạt cái cần gạt cái là mình tào lao, bà nghĩ sao vậy? Cái cần gạt này gắn vô quả bom, bà chỉ cần gạt cái thôi là nổ banh nhà luôn á. Thiệt không? Trời ơi, nổ banh cái nhà tôi rồi. Ôi rồi xong. Rồi tôi lỡ tay tôi bấm nút luôn rồi. Thằng Phong rốt cục nó đang trên cách hay nó tự kỷ à? Nó bắt mình qua đây thôi, nó bắt mình xây nhà không tự phá cái nhà nó, rốt cục nó muốn gì? Mọi người ơi, mình đã lỡ tay mình phá ngôi nhà mình luôn rồi. Trời, xong luôn rồi, thôi xong rồi. Thôi, em giận mọi người quá, thôi em không ở đây đâu, thôi em về đây. Ê Timmy ơi, anh phát hiện ra đây là kim cương phách nè. À, kim cương phách nè. Kim cương phách này, kim cương gì mà đào đó đi. Hả? Nó lừa mình hay sao ấy? Đâu gì đâu? Ủa gì đâu? Đây nhìn nè, đây nè. Hả? Ủa cái này là gì? Cái này là cục đất mà. Ừ thì cái này đâu phải là kim cương thiệt đâu. Cái này là cục đất mà. Mày. Ai da. Trời ơi nhưng mà anh dịch phải hiểu đây chính là cục đất có hình dáng của một viên kim cương, anh hiểu không? Đó vậy thôi giờ em về nha, bye bye mọi người nha, bye bye. Đừng bắn em nữa, em sắp chết rồi, đừng. Ok bạn ơi, thì coi như là mình đã dẫn anh Dịch với Timmy đi đến được hành tinh. Rồi xong chết mèo luôn. Đi đến được hành tinh kim cương rồi nha. Nhưng mà kim cương này là kim cương dởm mấy bạn ơi. Kim cương dởm nha, không phải kim cương thiệt nha. Ok, có làm thì mới có ăn, đừng có hòng, đừng có mơ đến cái chuyện gọi là đi đến một cái thế giới kim cương, các bạn hiểu không? Đó, ok. Còn bây giờ mình nghĩ rằng video này cũng đã dài, mình sẽ kết thúc video từ đây. Giờ mình về lại làng Hero Team đây. Bye bye mọi người. Đó, mình sẽ để anh Dịch với Timmy ở lại đây luôn cho họ ở đây vĩnh viễn luôn. Ok. Bye bye mọi người nha. Yêu anh em phải rồi, tạm biệt. Bye bye. Mình về đây. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Bye bye.